Mới đây, Bộ Y tế vừa phê duyệt khẩn cấp vaccine COVID-19 có tên Hyjavax cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là vaccine thứ 7 được lưu hành tại Việt Nam. Thông tin cụ thể sẽ được Khỏe mạnh đúng cách gửi đến ngay sau đây. Quyết định phê duyệt có điều kiện đối với vaccine Hyjavax được Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường ký ngày 10 tháng 9. Công ty cổ phần y dược phẩm VMedimax là đơn vị đề xuất phê duyệt vaccine này. Vaccine Hyjavax mỗi liều 0,5ml chứa 6,5 đơn vị kháng nguyên nCoV, tế bào vero bất hoạt, bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm. Vaccine được đóng gói hộp một lọ chứa một liều 0,5ml và một hộp lọ chứa hai liều. Vaccine do công ty Beijing Institute of Biological Products Co. Ltd. Trung Quốc sản xuất bán thành phẩm, được đóng gói sơ cấp, thứ cấp và xuất xưởng tại Chunfa, Gulf Pharmaceutical Industry, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Hyjavax được phê duyệt dựa trên dữ liệu an toàn, chất lượng và hiệu quả do công ty cổ phần y dược phẩm VMedimax cung cấp tính đến ngày 3 tháng 9. Tương tự các vaccine được phê duyệt khẩn cấp, Bộ Y tế yêu cầu nhà nhập khẩu vaccine, công ty cổ phần y dược phẩm VMedimax tuân thủ 9 điều kiện đi kèm, trong đó bao gồm việc phối hợp với các đơn vị phân phối, sử dụng vaccine triển khai hệ thống cảnh giác dược toàn diện với vaccine này tại Việt Nam. VMedimax phối hợp với Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế và các đơn vị có điều kiện tổ chức đánh giá tính an toàn, hiệu quả của vaccine trong quá trình sử dụng, phối hợp với Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và Sinh phẩm Y tế kiểm định các lô vaccine trước khi đưa ra sử dụng, phối hợp với Cục Y tế Dự phòng hướng dẫn bảo quản, phân phối vaccine cho các cơ sở tiêm chủng. Việc sử dụng vaccine phải theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam. Hyjavax là vaccine ngừa COVID-19 thứ 7 được phê duyệt khẩn cấp tại Việt Nam. Trước đó, Bộ Y tế đã phê duyệt các vaccine AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Moderna, Janssen và Sinopharm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của dịch COVID-19. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Khỏe mạnh đúng cách nhé. Xin chào!